Hello, chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là ngăn chặn được người lạ, những người mà không có trong danh sách bạn bè của chúng ta có thể là xem được những cái bài viết ở trên trang Facebook cá nhân của chúng ta, hoặc là những cái bài mà chúng ta đã đăng ở trên trang Facebook cá nhân mà chỉ có những cái người là bạn bè của chúng ta, hoặc là có trong danh sách bạn bè, hoặc là những người mà chúng ta đã gắn thẻ trong cái bài viết đó thì mới có thể là xem được những cái bài viết ở trên trang Facebook cá nhân của chúng ta. Cái điều này thì nó sẽ giúp cho cái trang Facebook cá nhân của chúng ta được quyền riêng tư hơn và không phải ai cũng có thể là truy cập được vào và xem được những cái bài viết mà chúng ta đã đăng lên trên Facebook, và đặc biệt là những cái bài viết mà chúng ta đã đăng lên ở trên trang Facebook cá nhân nha. Và để làm được điều đó thì mời các bạn cùng theo dõi hết video của mình. Rồi, và để ngăn chặn được người lạ xem những cái bài viết ở trên trang Facebook cá nhân của chúng ta thì các bạn sẽ mở ứng dụng Facebook lên. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào phần cài đặt và quyền riêng tư, các bạn kéo hết xuống. Chúng ta sẽ chọn vào cái phần là cài đặt và quyền riêng tư, sau đó các bạn chọn vào mục cài đặt. Ở trong mục cài đặt này thì các bạn sẽ kéo hết xuống cho mình. Trong cái phần là đối tượng và chế độ hiển thị thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần bài viết. Các bạn lưu ý là cái giao diện này nó có thể nó khác trên cái giao diện Facebook ở trên máy điện thoại của các bạn. Nguyên nhân là do là chúng ta đang có thể là các bạn đang sử dụng những cái phiên bản cập nhật Facebook cũ, hoặc là chúng ta sử dụng những cái nền tảng khác nhau, ví dụ như là Android hoặc là iOS thì nó sẽ có những cái giao diện khác nhau. Thì các bạn sẽ chịu khó tìm nha, hoặc là các bạn sẽ truy cập vào cái cửa hàng Safe Play hoặc là App Store, các bạn cập nhật cho mình lên cái phiên bản là Facebook mới nhất thì nó sẽ có một cái giao diện đồng nhất và giống như của mình nha. Rồi các bạn sẽ chọn vào phần bài viết. Ở đây thì trong cái phần bài viết thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là giới hạn người xem, giới hạn người có thể xem lại bài viết cũ. Có nghĩa là khi mà chúng ta chọn vào thì Facebook nó sẽ ghi rõ này, giới hạn người có thể nhìn thấy bài viết cũ trên dòng thời gian của bạn, có nghĩa là như thế nào. Các bạn đọc này, nếu chọn giới hạn bài viết cũ, bài viết trên dòng thời gian mà bạn đã chia sẻ với bạn của bạn bè và bài viết công khai giờ đây chỉ được chia sẻ với bạn và bạn bè. Bất kỳ ai được gắn thẻ trong bài viết này và bạn bè của họ cũng vẫn có thể xem được bài viết này. Nếu bạn muốn thay đổi người có thể xem bài viết cụ thể, bạn có thể đi tới bài viết đó và chọn đối tượng khác. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta chọn cái phần là giới hạn bài viết cũ thì chỉ có những người mà có trong danh sách bạn bè của chúng ta, hoặc những người mà chúng ta đã gắn thẻ trong cái bài viết đó và bạn của họ thì mới có thể là xem được những cái bài viết đó. Còn những cái người lạ, những cái người không có trong danh sách bạn bè của chúng ta thì khi mà truy cập vào trang Facebook cá nhân của chúng ta thì sẽ không thể đọc được những cái bài viết mà chúng ta đã từng đăng lên trên trang Facebook cá nhân của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta đã ngăn chặn những cái người lạ xem được những cái bài viết ở trên trang Facebook cá nhân của chúng ta nha. Rồi, các bạn sẽ chọn vào phần là giới hạn bài viết cũ. Ở đây các bạn đọc kỹ lại một lần nữa cho mình là giới hạn tất cả các bài viết cũ. Bạn sắp giới hạn tất cả các bài viết cũ trên dòng thời gian. Cách duy nhất để hoàn tác là thay đổi đối tượng của từng bài viết một. Có nghĩa là khi mà chúng ta chọn vào cái dòng đó là giới hạn bài viết cũ này thì nếu mà sau này chúng ta muốn thay đổi, là chúng ta muốn cho người lạ xem những cái bài viết mà chúng ta đã từng đăng lên trang Facebook cá nhân thì các bạn phải truy cập vào trang Facebook cá nhân của các bạn. Các bạn sẽ truy cập vào từng bài viết một và chúng ta sẽ chọn vào cái phần là thay đổi cái đối tượng người xem. Có nghĩa là chúng ta phải thay đổi thủ công và chúng ta không thể nào mà thay đổi cùng một lúc được nữa. Đó. Nên khi mà các bạn chọn vào đây thì tất cả những cái người lạ sẽ không thể nào mà có thể là xem được những cái bài viết mà chúng ta đã từng đăng ở trên trang Facebook cá nhân. Nếu mà không có bạn bè hoặc là không có bạn bè chung với chúng ta thì sẽ chắc chắn là sẽ không thể nào xem được những cái bài viết mà chúng ta đã từng đăng lên trang Facebook cá nhân. Rồi, và trong đây là mình đã giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta có thể là ngăn chặn được người lạ có thể xem được những cái bài viết, những cái bài mà chúng ta đã từng đăng lên dòng thời gian trên trang Facebook cá nhân, để đảm bảo cho chúng ta là cái trang Facebook cá nhân của chúng ta nó được quyền riêng tư hơn. Và video của mình xin tạm kết thúc ở đây. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn cho mình một like, nhấn chia sẻ để mọi người cùng xem video, và mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.